Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Chúng con xin dâng buổi chia sẻ lời Chúa lên cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay ngày 21 tháng 11 năm 2022, với vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với tất cả anh chị em trên thế giới thông điệp quan trọng số 142 từ Đức Chúa Giêsu, vua của mọi quốc gia. Đến với Đỗ Văn Nguyên in Houston, Texas vào ngày 17 tháng 2 năm 2014. Đặc biệt lưu ý, Chúa Giêsu nói, nhiều vị tử đạo Việt Nam đã chấp nhận liều mạng để nói có với đức tin của mình. Vì vậy, người Việt Nam có một vai trò lớn để giúp những người khác cứu rỗi linh hồn của họ. Con thân yêu của mẹ, ngày qua ngày, con được thần linh của ta hướng dẫn để hoàn thành ý muốn của ta mà ta giao phó cho con thực hiện. Đó là nhiệm vụ tuyệt vời của bạn để cứu linh hồn. Như bạn đã biết, tôi chọn những người khác nhau, mặc dù họ không nói cùng ngôn ngữ với ngôn ngữ của con, nhưng tất cả họ đều là những đứa con được ta tuyển chọn. Tuy nhiên, tôi muốn thừa nhận nhiều người Việt Nam như bạn nằm trong kế hoạch của tôi. Họ đã được chọn vì nhiều thánh tử đạo Việt Nam đã chấp nhận mạo hiểm mạng sống của mình để nói có với đức tin của họ. Đối với điều này, đất nước Việt Nam có vai trò to lớn giúp các quốc gia khác cứu rỗi linh hồn họ. Vì lý do này, đừng thắc mắc tại sao ta yêu những người được chọn để làm theo ý muốn của ta. Như tôi đã nói ở trên, đó là nhờ công đức của tất cả các vị thánh trên thiên đàng cầu nguyện cho họ. Các thánh Việt Nam có sứ mệnh lên đó để giúp đỡ các linh hồn giống như các thánh. Đặc biệt là họ trông coi quê hương của mình. Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam không biết lời cầu nguyện của họ có quyền năng như thế nào trước mặt Chúa. Nhưng ngược lại, nhiều tín hữu cũng cầu nguyện để tôn vinh các vị thánh tử đạo của họ và thừa nhận rằng họ là những vị thánh yêu dấu của Thiên Chúa. Vì lý do này, họ biết ngày nay có bao nhiêu người tội lỗi trong Việt Nam. Vì họ không tin vào Chúa, trên thực tế họ thờ các thần khác không phải là Đức Chúa Trời thật. Người dân cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và các nhà lãnh đạo của đất nước này không tin vào Chúa. Thay vào đó, họ tin vào sức mạnh của chính mình. Vì vậy, đất nước trở thành nô lệ của tội lỗi. Các thánh không vui khi thấy đất nước của họ như ngày nay. Vì vậy, họ cầu nguyện để có nhiều người trở về với Chúa. Vì điều này,
Hãy luôn nhớ đến những vị thánh này trong lời cầu nguyện của bạn. Tôi chúc lành cho tất cả các bạn nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Chúa Giêsu, vua của mọi quốc gia. Đỗ Văn Nguyên, PO Box 262 482 Houston, Texas 77207 http://margaritrubin2012.blogspot.com ngày 17 tháng 02 năm 2014. Hết.